trực tiếp với cô ấy. Và có lẽ là trong buổi tối ngày hôm nay thì ngoài việc là chúng ta chỉ lắng nghe Hoàng Quyên hát thì cũng sẽ có những cái phần giao lưu đặt câu hỏi giữa khán giả với Hoàng Quyên. Quyên sẵn sàng trả lời nhé. Ở bên dưới thì các bạn có thắc mắc sẵn sàng hỏi gì thì hãy giơ tay, chúng tôi sẽ chuyển micro. Vâng, và lần đầu tiên thì tôi muốn hỏi Hoàng Quyên là ở đây thì cũng có rất nhiều fan của bạn biết về cái con đường âm nhạc của bạn đã đi qua, nhưng mà cũng có những người yêu mến giọng hát của bạn nhưng mà chưa có thời gian tìm hiểu rõ, thì Quyên có thể giới thiệu sơ qua về con đường âm nhạc của mình đã đi qua. Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho em có cơ hội được chia sẻ và tâm sự với mọi người nhiều hơn. Quyên đến với âm nhạc từ năm Quyên 15 tuổi và khi đó thì Quyên đang học cấp 3 ở trường Thái Nguyên, và Quyên rất may mắn khi Quyên được nhạc sĩ An Thương tặng khách cho Quyên mời trường nghệ thuật quân đội để học khi đó. Và cho đến năm 2009 thì Quyên cũng đã có tham gia Song Mai và Quyên cũng được vào top 9 của nhạc nhẹ còn nhất năm đó. Rồi cho đến năm 2010 thì Quyên cũng thi đến các trường Hà Nội và Quyên cũng được giải nhất, rất là vui. Có lẽ là Quyên có liên với rất nhiều giải thưởng, và cho đến khi Quyên tham gia Vietnam Idol thì Quyên chính thức được nhiều khán giả biết đến hơn và có cơ hội để đem giọng hát của mình đến mọi người nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Quyên. Và tôi thấy là ở phía dưới, ở phía xa kia thì có rất là nhiều bạn trao đổi với nhau những thông tin rất là lớn. Không biết là có gì rôm rả phía dưới vậy ạ? Các bạn có định là cho Hoàng Quyên câu hỏi gì ạ? Hay là chỉ là những cái câu chuyện mà bạn bè riêng lâu ngày mới gặp? Bởi vì tôi biết rằng là có rất nhiều những khán giả quan tâm và muốn lắng nghe những chia sẻ của Hoàng Quyên, nhưng mà nếu các bạn nói chuyện lớn như vậy thì rất ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hy vọng các bạn có thể nói chuyện nhỏ hơn một chút và có thể lặp nhỏ volume một chút. SC Hà Nội nói bé thôi. Vâng, vậy là Hoàng Quyên đã đến với âm nhạc từ năm 15 tuổi và bạn sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Không biết ở đây có ai đồng hương Thái Nguyên không ạ? Đó, một cánh tay, hai cánh tay. Vâng, ở Hà Nội cũng tự nguyện là quê Thái Nguyên luôn. Vâng, quả thật là FC rất là yêu mến Hoàng Quyên. Và trong tay tôi đây thì có một cái tờ giấy được khán giả chuyển lên và muốn gửi câu hỏi cho Hoàng Quyên, thì tôi xin phép đọc như sau.
Chào Hoàng Quyên, chú rất yêu mến cháu. Chú năm nay 31 tuổi, nghề nghiệp ổn định, hộ khẩu ở Hà Nội, có phương tiện đi lại. Không biết là chú còn cơ hội nào không, chú Sấn. Mở hoặc ra là hồi cháu thi idol, chú lấy cả máy của bố chú để nhắn tin bình chọn cho cháu. Vâng, 31 tuổi giúp chú mà hỏi có cơ hội nào không? Vâng. Đầu tiên thì Quyên cảm ơn chú vì đã có những câu hỏi dành cho Quyên. Cái cơ hội mà chú ghi ở trong này thì Quyên chưa có thể hiểu rõ là cơ hội gì, nhưng mà nếu như với Hoàng Quyên thì cơ hội nhiều nhất là có thể được nghe Hoàng Quyên rất nhiều. Nếu như chú yêu quý Hoàng Quyên và ủng hộ Hoàng Quyên thì chú có thể liên hệ với SC miền Bắc, SC Hà Nội, và chú hãy tham gia nhiệt tình hơn nữa để giúp cho Quyên sẽ luôn luôn có niềm tin rằng sự nghiệp của mình. Vâng, trả lời như thế là tôi trả lời được. Thực ra ở đây thì bỗng nhiên tôi nhớ đến một nhà cái sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng ở bài Phượng Hồng. Có câu là ai cũng hiểu, chỉ mỗi một người là cố tình không hiểu thôi. Và thế rõ ràng người ta hỏi là cơ hội gì à, dưới ai cũng hiểu rồi. Bạn nên vào thẳng vấn đề thì không nên vòng vo. Vâng ạ, ở đây là đưa thông tin rất là rõ. 31 tuổi này, hộ khẩu Hà Nội, nghề nghiệp ổn định rồi. Chưa biết là thu nhập bao nhiêu, nhưng mà có phương tiện đi lại. Và tôi nghĩ là chắc là quên một khoản anh Văn bằng C rồi. SC thế nào ạ? Cao! Mới có sáng các em ra đúng không? Chú là ai? Chú là ai? Chú đứng lên rồi! Người ta đã rụt rè đến mức người ta lên 31 tuổi và xin chú viết giấy lên đây. Nhưng mà bạn phải nhớ là người ta yêu mến bạn thực sự. Lấy cả điện thoại của bố để nhắn tin cơ mà. Thì thế là rõ ràng đấy, rất là yêu mến đâu ạ. Vâng, và thực là tôi nghĩ rằng là biết đâu đấy, vâng, biết đâu đấy thì người đàn ông đấy lại sau này thì lại làm những kỳ tích đáng kể thì sao. Vâng, nhưng mà trò chuyện vui như thế thôi, chắc là người đàn ông này thì vẫn giấu mặt ngồi đâu đó ở phía kia. Vâng, bạn đừng có quay sang được con trai của mình như thế. Vâng, một phút giao lưu như thế và một lát nữa thì hy vọng sẽ có một cái phần giao lưu phần 2. Thì nếu như các bạn có cái câu hỏi nào thì có thể giơ tay. Vâng, hiện tại có ai không ạ? Chưa có ai thì lát nữa chúng ta phần 2 để các bạn nên suy nghĩ một chút. Vâng, để thêm chú nào nữa không? Chuyển giấy cho tôi. Và tôi sẽ xin nhường lại sân khấu cho Hoàng Quyên và ban nhạc.